Chào mọi người nhé. Hiện tại hôm nay mình đang ở thôn Đèo Đọc, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ nhé. Hôm nay mình đến đây để thăm một nhà một người anh. Đó là anh này tên là Thuận. Anh ấy làm thợ phu hồ đó. Đây, bây giờ mình đang ở trong khu Đèo Đọc. Bên này là nhà dân mọi người ở đây. Thôn này thì cũng ít dân thôi, cũng không nhiều lắm. Bên này là khu đồng ruộng, người ta trồng này. Ok. Hiện tại thì mình đã đến đây rồi. Đây là khu, đến đoạn này là nhà anh Thuận. Đây. Nhà anh thì là chuyên sửa chữa máy lổ, xe máy. À đây. Trong này thì mới vào đến đoạn cửa thì mình thấy đây là cái khu sửa chữa của nhà anh Thuận này. Đấy. Rất chi là nhiều những cái thứ máy móc, máy lổ các thứ. Đây là con xe máy của nhà anh ấy. Đây nhá, đây là cái vườn rau, trong là cái vườn rau. Ở đây mình thấy có một cái thuyền này. Thuyền bằng tôn này. Chắc là để đi ruộng ở dưới kia thôi. Quần áo thì được phơi ở đây. Anh, cái cây này để làm gì anh nhỉ? Cái cây này nhỏ nhỏ này. Anh trồng cái này á? Có gai gai này. Cái này á? Vâng. Cái này là cây hoa hồng. À. Anh trồng cái mía thuốc này à? Đây là mía thuốc. Lúc cầm về đào ấy, lúc mọi người trồng. Đây là anh Thuận nhá. Đây. Anh đang đi ra lấy củi. Đây là cái củi, củi keo để mình đốt bếp thôi đúng không ạ? Đúng rồi. À, lùi cũng mang lên đây để luôn này. Nó lại không nấu rượu nữa ạ? Chán rồi ạ? Đây. Không nấu rồi. Vâng. Anh đang lấy củi để nấu bếp. Nhà có trồng keo không anh? Keo không có quá. Dạ? Không có. Không trồng á? Không có rừng trồng hay là như thế nào? À bên nhà anh không có rừng trồng à? Thế ở đây nhà anh có rừng mà nhà mình không có rừng. Ừ, nhà người ta đều có rừng. Ừ. Không có. Đây. Đang chặt củi chất bếp. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà nhé. Đây là phía trong nhà của anh Thuận này. Đây. Bên này thì cũng có tủ lạnh này, loa đài, tivi. À, thế ở đây cũng có nồi cơm điện, bàn ghế này đủ. Đây cũng có cái kèn. Cái kèn này thì không biết để làm gì, chắc anh ấy làm nghề thổi kèn. Đây, nhưng mà trong thấy những đồ cũng không có gì nhiều đâu. Điện đó thì trông rất là ngoằng luôn. Đấy. Không có gì nhiều, chỉ là một cái nhà mái tôn thôi, với lại một số thứ bàn ghế thôi. Bên này là một cái phòng ngủ. À, trong này cũng có cái phòng. Đi vào đây thì khá tối. Mình chưa biết bật điện là đoạn nào. À đây, thử vào đây xem. À, không có điện. Phòng trong này thì cũng không thấy điện. Không biết bật kiểu gì. Trong này phòng này rất nhiều những cái nồi niêu xong chảo linh tinh ấy. Đây là giường ngủ của anh, của bên nhà anh Thuận nhá. Đây, giường ngủ này. Đấy.
Nó chỉ là một cái giường bằng sắt thôi. Xong rồi có một ít chăn. Chăn này nhìn trông cũ quá. Thì ở đây thì mình thấy cái giường này trông hơi bị cũ so với những cái bên khác. Còn bên này thì cũng là một cái phòng ngủ thôi. Đây. Đây. Rất nhiều những cái đồ. Cũng không có điện ở đây, cũng không có điện. Đây phòng của hai vợ chồng anh đây. Bên kia là phòng của đứa con. Đây. Rồi. Qua bên đấy mình giờ mình sẽ xuống dưới bếp. Dưới bếp trông có gì? Bếp ở dưới này anh. Gì? Cái nước này mình lấy ở đâu anh nhỉ? Nước này nước nguồn ở trong rừng sâu. À nước trên suối trên kia xuống à? Ừ. Ừ. Bác sĩ nha. Đấy là nhà bên cạnh anh. Đấy là nhà trường bên kia. À nhà bên này. À, nhà xanh xanh bên kia. Vâng. Thế này anh ở đây anh sửa xe luôn à? À chị sửa xe chỉ làm phụ thôi. À. Chứ kiểu mình rảnh ở nhà ấy thôi. Còn chính anh làm cái gì? Đi, đi bóc vỏ keo. Bóc vỏ keo? Ngày mấy trăm? Ngày 200-300. Thế thôi á? Thế thôi. Thế em tưởng bóc vỏ keo lương cao lắm mà. Không thua đâu. À. Cũng một gó đang làm một nương giờ ở trên kia nhưng mà mưa không làm xong không nọ chạy lên làm nhà chính chứ. À thế là làm nhà anh chính cũng nhận thêm rồi đúng không? Ờ đi lát gạch thế là nhận thêm rồi đúng không? Hôm đấy là vô tình thấy trời mưa bão mưa mấy ngày rồi xong bắt đầu mới quay lại chuyển hướng luôn. Ngày xưa đi làm nhà mà còn không thì tự dưng bình thường này tự dưng bảo đi lát nên nhà đấy có mà rời rãm làm nhiều rồi thì mới biết anh cũng là người giao như anh chính à? Người giao chính mà. À cùng người giao luôn à? Khác họ thôi. Khác họ này. Anh họ gì? Họ Trịnh. Họ Trịnh á? Họ Trịnh. Họ Trịnh. Anh chính họ Lý. Ờ anh họ Lý. Vâng. Thế là dưới khu mình dưới này là toàn người giao hết rồi đúng không? Ừ, khu này hết vào toàn người giao hết. À. Còn bên kia đồng đặng khu đồng đặng là người Tày. Vâng, đồng đặng là người Tày giao dân chủ người Tày, còn trên Quảng La Đồng Cóc thì người Thanh Y. Thanh Y ạ. Em chưa nghe đấy. Người Thanh Y. À. Thế vợ anh ở nhà làm gì? Chỉ làm nông nghiệp quanh nhà thôi. Nhà xây lâu rồi anh? Này mới làm chưa lâu, có 2-3 năm. Trước thì ở đâu? Trước ở nhà trên. Có mấy đứa rồi? Hai thằng. Hai thằng à? À. Thằng này thằng bé hay lớn? Thằng này thằng bé. Lớn đi thằng học? Lớn nó chạy lên rừng lấy mang rồi. À nó tự đi lấy à? Ờ. Nó mấy tuổi anh? Nó 12 tuổi. Tự đi lấy măng này. Năm 2014 mà. À. À 2010 chứ không phải 2014 nhầm. Mà 2014 là thằng này. À. Sáng anh bà định đi lấy măng anh nghĩ bảo đường nó có phải người ta lấy nhiều quá thôi anh chỉ đi một lúc về. Thế hôm nào lên đi lấy măng với anh bảo anh nhỉ? Ừ, cho ông biết. Ấy bảo dành thì lúc đấy là bảo hỏi chú bảo thích đi thì chiều đi. Chiều á? Nhưng mà sợ mưa ấy. À, mưa thì sợ đâu. Xe anh đến tận nơi mà nhưng mà chỉ sợ bẩn thôi. À. Sợ. Bẩn thì em không sợ. À. Chị đang làm món gì đấy? Đang cái chú xem. Ừ. Làm gì mà lắm thịt vậy?
Hôm qua mua ạ? Vâng. Dưới này người ta nuôi hay là mua ở dưới chợ chị? Đây ở chợ. À, xuống chợ chớ chứ ạ? Vâng, ở trong là... quán có hàng tạp hóa người ta lấy về. À, trong này có hàng người ta lấy về người ta bán chứ chị? Vâng. Mình đang làm món thịt kho hay rang vậy? Sao đâu? À. Đây là cái bếp củi. Vâng. Cái bếp củi của anh Thuận đây. Trong nó là một cái khung sắt xong rồi nhét củi vào đây. Bên trên đúng không? Vâng. Vâng. Cái khung sắt này là tự làm. Đi lên thêm mấy quả bạch thôi em thật được rồi. Mở khung ra đi. Cái chuối này là bắp rừng này anh? Chuối bắp rừng. Cái này làm đồ ăn được mà. Cái bắp chuối rừng này hai phết này mà... cũng chưa nhìn thấy ở dưới kia nó bắp chuối nó khác cơ. Cái này nó ở rừng quả quý rừng ấy và nó nhiều hạt lắm. Vâng. Đây anh ấy đang luộc con gà. Đây làm con gà to thế anh. Gà cũng mua ở dưới chợ lên này. Gà ở bọn mang bán mà. À đây họ mang đi họ bán gì? Thả tay ra nào. Sao lại phải cắm cái đũa vào đây làm gì anh? Cho nó chín ạ. Cho thôi nó chín dễ. Dễ em thì không cắm đũa. Cứ thế luộc thôi. Luộc là chín là được. Cái này là nó béo thịt dày. À. Cái vườn này cũng ở nhà anh luôn đấy à? Vườn của người ta hết đấy. À vườn của người ta. Cái này đất mua lại không, không có đâu. Thế anh mua lại là mua lại cái chỗ đất nhà này thôi gì? Ừ. Mua bao tiền anh? Này, mua mất hơn 50. Hơn 50 triệu? Sổ sách gì đâu? Không. Mua không nè? Ừ. Bao nhiêu mét? 50 mét à? Chỗ này 50 mét. Thế này trước không làm được ngay, thế là nó bị sạt. Còn làm được ngay thì chắc được khoảng 7-80 mét. À. Trong này là mình cứ mua người ta bán lại cho mình thôi đúng không ạ? Cũng khó đấy. Không, bây giờ muốn mua cũng không được ấy. Bây giờ cái gì nó cũng đắt. Đúng rồi, bây giờ cái gì nó cũng đắt. Chỗ này bây giờ không sổ, đòi căng, chỗ này 300 đây. Chỗ này á? Ờ. Có sổ người ta mua chứ. Đòi 300. À không phải là chỗ này nhá, mà chỉ một nửa chỗ này thôi cũng đòi 300. À. Trên rừng này nó có măng tự nhiên này. Có mà, măng đắng ấy. Nhiều không? Nhưng bán ở ngoài cái dăm, cái lân ấy nó cũng là măng đấy chứ măng nào. Nó có mấy loại măng mà. À. Nhưng mà nhiều đấy cơ. Cũng không nhiều đâu. Em thấy cái bác ở ngoài kia bác ấy mua về bác ấy họ thu về. Bác ấy đi bán rau ở ngoài chợ cái răm các thứ ấy. Nhiều lắm. Măng này đó. Cứ sáng bác ấy đi ở trong này bác lấy này. Ừ. Mọi tu của mọi người ở trong này ấy. Trong này chỉ có măng đắng ở trên Tân Dân là nhiều. Đúng rồi, cái củ to như này này. Củ Tân Dân nhiều khi là măng con thôi. Đây là măng con thôi, không phải măng mai. Vâng. Măng mai kia nhà ai trồng có thì vẫn có, trồng có cũng không có đâu. Vâng. Em thấy đi ven đường họ cũng thấy như nhiều cái cây bụi tre như cái kia kìa. Đấy là tre mai. Người ta trồng à? Trồng ấy. À. Nhà cũ của anh ở trên. Trên. Mới chuyển lên được 3 năm. Sao không ở trên đấy? Ở trên đấy cũng được. Nhưng mà kiểu trước thì bọn trẻ con nó đi học là xa, không dẫn, không đưa. Ấy. À. Anh hay đi đặt xa làm ấy. À, là xuống đây cho gần chạy chỗ cho ở đây. Trường học thì ở đâu anh? Trường học thì ở trong này, nhưng mà trường học trong này thì bây giờ họ tạm ngừng rồi.
bây giờ ra ngoài, bây giờ vào trong cài bán chú hết trong cài rồi. À, thế là học bán chú trong cài luôn nè. Ừ. Đây. Chè gì anh? Hoa vàng à? Không. Chè đá bình thường thôi. Ở trên chỗ chính có cái chè hoa vàng ấy. Chè hoa vàng ở đây đã uống lấy nhiều trồng nhưng mà anh hộ chú không trồng. Không trồng. À, thế là anh ở dưới này anh không có đất rừng à? Sao mình không xin cấp? Không có đâu bây giờ. Từ năm 2010. Đợt 2010 thì bảo là cho nhưng mà có được đâu, của kia được rồi. Nhưng mà mình không được. Mỗi người được chia được 2 hectare. Mình cháu cũng có được đâu. Bây giờ như ở chỗ này anh cũng vay tiền hoàn toàn anh mua rồi mà. Vay tiền mua cái nhà này á? Đất. Đất này á? Vay 50 triệu. Chỗ này 60 triệu có lẽ. Vay hết bao nhiêu? Tổng thể là bây giờ hơn 100. Vay hơn 100. Chỉ bằng 2 bàn tay trắng đi làm thôi. Đi làm chắc là đúng. Trong này anh làm một nghề sửa chữa được. Cái đấy thì con rùa. Con rùa? Không, không làm được. Thế dạy cho anh ấy nghề sửa chữa anh có làm không? Sửa chữa tủ lạnh các thứ này. Người sửa chữa anh cũng không thích. Không thích à? Thôi thích thì em dạy cho xong rồi người ta hỏng tủ lạnh các thứ ấy mới lại ấy lo lại các thứ ấy xong rồi đi sửa. Bây giờ nhận chỉ, về sửa. Anh chỉ thích làm máy ô tô. Máy ô tô á? Cho nó dễ, cho nó nhiều tiền. Máy ô tô á? Cái đấy là anh kia đấy, nhưng mà anh cũng... Nhưng cái đấy vốn cao lắm. Không, mình không cần phải vốn, nhưng mà với cái điều kiện là bị mất cơ hội rồi. Máy ô tô thì anh ra ngoài kia. Đáng trước đi anh phụ xe đi trên đường rừng ấy. Anh làm rồi, anh quen rồi. Nhưng con xe là chạy nó hay hư chỗ là anh biết. Nhưng bây giờ thì cứ muốn phụ không có chỗ để mà đi phụ ấy. Sao vậy? Bây giờ ít xe đấy chạy đường rừng ấy. Như trước thì hay có xe chạy đường rừng, trước anh không biết thì phụ anh kia bảo mẹ. Thế mà không hỏi làm gì biết được ní làm gì có câu chuyện này. Thế nói chung là cũng khó khăn nhỉ. Bây giờ biết thì muộn rồi. Chúng ta bảo ra năm nay mà không có gì thì không đi, nếu mà không đi làm thông thành thì anh lại ra ngoài Cổng Yên làm gì ngoài đấy? Sửa ô tô á? Làm thuê à? Thì đi gọi là đi tập lán thì ra ngay ngoài khu ngoài lại cũng có mà dừng đấy ấy. À đâu thì... khu Đồng Đăng ấy. Thì anh thấy là em cũng có thằng bạn quen nhau. Thì ra đấy làm nó cho được bao nhiêu chỗ á, tùy. Xuống khu Đồng Đăng được, khu Đồng Đăng nó cũng nhiều xưởng sửa ô tô anh. Nói chung là cái chỗ mà quen biết thì nó vẫn dễ hơn. Làm như thế nào thì nó chỉ bảo nó đàng hoàng. Chứ nó không phải như chỗ khác giờ mình chưa một thì chưa biết gì thì nó khó. Bây giờ chơi với nhau rồi, chơi với nhau thì làm nó dễ hơn. Vâng. Ê, đứng đây xem à. Đây anh nha, học lớp mấy rồi? 2. Con Bố Thuận à? Ừ. Học lớp 2 à? Đi học ở đâu? Trong cài. À, học trong cài à? Thế năm nay bao tuổi? 7 tuổi à, học lớp 2 nhỉ? Thế học công an học giỏi không? Hả? Học giỏi không? Để chúng lấy cho ít kẹo nhé, có ăn kẹo không? Ăn kẹo không?
bánh này. Thì cô vẫn còn. Anh đâu? Anh đi đâu rồi? À, bánh này vỡ rồi, ăn cái bánh này nhá. Cầm lấy, tha tay ra. Đấy. Cái bánh lấy kẹo nhá, lấy kẹo nhá. Nhiều kẹo lắm. Đây, đây này cầm kẹo. Đây là cái lọ dầu gió của chú. Cẩn thận lưới. À, cầm chốc về cho anh nữa nhá. Đấy, cầm đấy. Rồi ăn đi. Được rồi, chốc về cho anh. À đây còn cái bánh nữa. Ừ, rồi. Cho bên mấy cái bánh kẹo nhỉ. Xin chú chưa? Xin rồi. Cháu xin rồi. À, cô này học lớp 2 hả anh? Mình thấy trong nhà anh Thuận thì cũng rất sơ sài thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng xung quanh đây, bên ngoài. Bên này thì có là cái khu sửa xe. Đi xe đấy anh? Lâu lắm rồi. Giờ đi. Đây. Đây. Cái vườn cà chua. Rất nhiều luôn. Đây có quả cà chua chín này. À. Quả này hỏng rồi. Chín nhưng mà hỏng rồi. Rất nhiều cái cà chua nhỏ nhỏ luôn. Vâng, vâng, anh vào đi. Em vào xong. Đây, mình thấy rất nhiều quả cà chua. Đây là cà chua ở trên nương, trên rừng. Đấy, trồng ở trên rừng nhé. Đấy, nó không to lắm đâu. Đây là cái tét nước. Nước này thì được lấy ở trên suối, trên rừng về. Cho vào tét rồi ở nhà anh ấy dùng ở đây. Ở nhà chị làm gì chị? À, đi phát cỏ trồng keo trên rừng đấy à? Vâng, chị giấu con đi làm ở nắng ấy. Thế chị bị làm sao? Chị bị bẩm sinh cơ bụng bé. Bẩm sinh nhưng mà bị bệnh gì? Bị não, u não hay sao ấy. U não á? Vâng. Đi ở đây em xem nào. Thế là chân cũng bị ảnh hưởng đến chân luôn à? Vâng, bị một bên tay. À, một bên nửa người luôn đấy à? Vâng, bị một tay bên tay bên chân phải ở bên trái, bên là tay phải ở tay trái xuống ấy. À, chân ấy. Hai vợ chồng chị lấy nhau lâu chưa? Được 11-12 năm rồi. À, được hai cháu rồi. Ừ. Thế ngày xưa mà ngày xưa là chị bị cái bệnh này từ ngày xưa rồi đúng không? Bị bẩm sinh à? Bị từ bé, mẹ chị bảo là mới để ra khi bị. À, thế là giờ một nửa người của mình là nó vẫn giật co đấy à? Nó không giật co nhưng mà nó không vận động mạnh được. À, không vận động mạnh được. Thế là ở nhà chỉ đi rừng, làm keo các thứ thôi đúng không? Phát cỏ trồng cây các thứ. Bỏ tay xuống chú xem nào. Phát cỏ trồng keo rồi à? Đây cũng ở đây hai vợ chồng cũng khó khăn nhỉ. Vâng. Xây được cái nhà này cũng vẫn là lợ cả. Vẫn lợ. Với lại nhà không có rừng. Nhà không có rừng trồng à? Vâng. Nên nhà mọi người ở quanh đây đều ai cũng có rừng rồi đúng không? Vâng. Mỗi nhà mình không có đấy. Vâng. À, thế cũng đi làm thuê ở trong này cũng khó nhỉ. Vâng. Sao không ra ngoài kia làm ở nhà máy gì? Chị không làm được bây giờ. Ở nhà làm xăng ở nhà thôi. Ở bên một lửa người nó bị ấy, nó khó làm đúng không? Vâng. Thì ở nhà làm việc nhẹ. Lương một ngày thì được bao nhiêu? Thì bây giờ thì 250 một ngày trong cây keo con đấy. 1 triệu.
À, chị là đi trồng cây keo con này đúng không? Vâng. Còn anh đi bốc vỏ. Anh thì lúc đi bốc vỏ làm nhiều thứ ấy. Lúc thì sửa xe máy, lúc thì cái gì cũng làm. Có gì làm hết. Đây. Cái anh Thuận anh đang sửa cái xe máy này. Thi thoảng thì có mọi người thì đem cái xe máy đến đây sửa. Ở đây. Không có đứng ngán hết, cầm luôn. Đây là cái nghề phụ ấy. Sửa xe của anh Thuận. Thì đi vừa đi về đến đây thì gặp bác này, bác ấy hỏng xe, hỏng xăm, thùng xăm. Anh ấy thay xăm luôn. Vô nhà đó. Thế xong rồi anh? Xong rồi. Thế là ổn. Thế là ok men rồi. Như cái... Sao cái lốp phía mé này nó to ra anh? Pháp điều gì lại to được ra? Cái chỗ này nó to hơn này. Cái chân cạn bỏ ra em bơm lại. Dưới tranh, đau chân lắm. Đi tí, đọt mà. Không đọt được, đi nó lắc thôi. Nó lắc kia. Bơm lại là được anh. Bơm lại đi. Nắn lại cái chỗ vô đấy được. Vỗ lại được. Đây, anh Thuận chuẩn bị bữa cơm ngày hôm nay, mời cả nhà được ăn cơm. Đây. Rồi, bắt đầu giải chiếu rồi. Được rồi anh ạ, thế thôi. Thế thôi. Nó cũng truyền bá nhiều rồi, bây giờ chẳng qua có tí mạng xã hội thì người làm mọi người mới biết một tí. Hiểu thiếu gì, uống được không? Chặn bác với anh trong này à? Anh giấu thật lắm. Giấu kỹ thế. Bát đũa giấu kỹ trong nhà luôn. Bát luôn. Cái kèn kia anh để làm gì ấy? Anh làm thử chơi. Đi bảo thử cho nghe. À vâng. Sao mà nhiều chén thế anh? Bây giờ sẽ đi vào trong nhà anh Thuận. Hôm nay anh ấy làm mâm cơm mời anh em. Đây là mâm cơm ngày hôm nay của nhà anh Thuận. Đây có món thịt gà, thịt gà kho đậu và cá sốt.
đầu tiên về, thầy bảo là rượu. Không tiêm. Món này là rượu. Rượu anh để trong ống rồi anh. Vâng, vừa anh bảo không tiêm. Ở đây là rượu thân hơi thân khác. Làm hết. Cho vào ấm rót. Dạ. Nhân viên pha hết đây. Ở đây là lò rượu. Ra đây không? Lò rượu ngại lắm. Nhưng mà anh ấy bảo dạ là anh không nấu rồi thì. Vẫn là lò rượu à? Vẫn lò rượu á? Vẫn lò rượu rồi. Ngày xưa anh Thuận nấu nhiều lễ cả. Cái gì ạ? Ngày xưa anh Thuận nấu nhiều rượu thế à? Trước nấu ô cụ mua vào đấy vài nghìn lít nhé. Yeah. Vào đây này, đưa đây, đưa đây. Chị còn đâu, chị đâu anh hút ở trên bếp này. Cái này bác không á, bỏ gì ra vào đây nó chấm, nó chấm à. Thế cái thằng cu vẻ măng nó không về ăn này chắc sao đó chiều á. Đó sẽ bác ăn được không vậy? Ừ. Em đi từ sáng đến chiều mới về con. Hả? Đi từ sáng đến chiều mới về ăn á. Chắc đầu giờ chiều. Sáng mua về đi không biết qua. Đúng mà bọn Thái nó đi bẻ làm ít thì về đó luộc luộc đâm ra là luộc là cháy cả đi. Qua chứ mà không bảo tí ông lên sau kệ ông này. Khó đi lên sau làm gì? Thầy lại chứ được. Ô, lên bây giờ. Ông cháu anh em mình cũng đi. Chúc sức khỏe. Cảm ơn chúc sức khỏe gia đình nhá. Không có bao bao rồi nhận đi được giá thế lại. Ở đây thì mọi người uống rượu rất nhiều luôn. Chỉ thấy uống rượu thôi. Không là mán mán này. Ăn đi anh. Tự nhiên đi. Mán gì cũng có chén cho cô. Mấy. Uống giỏi lắm. Bọn đây. Nói chung là mình là toàn người nhà mà nếu mà nhận theo họ lý là nhận em gái. Đấy. 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 Vợ em nó không biết anh là ai đâu mà. Nhưng mà ngày xưa chắc là biết nhưng mà chắc lâu ngày thôi. Hai ở Phú Liên. Hai nhầm đấy. Ngày xưa thì nói chung đất Tân Ốc thì mình nhất ở Đông Hồng Sơn thì gọi là chính ấy. Dạ. Lâu không. Có vụ nào là hầu như là biết mình hết. Vâng. Bác thì chưa lập gia đình đâu nha, sinh năm 84. Ông ca tháo lên lấy ít mà ngon lắm. Mày lấy cái chén người ta ruột rồi ruột cháy cháy mới ngon cơ. Cháy cháy mới ngon. Ta mang mang cái này thì cứ bỏ mang kia có ăn ăn bỏ lại. Ờ chút chút phải cảm ơn quá đấy. Nhá, đây nhá. Chứ mình mang ra rồi thì không giải quyết được công việc. Cho nên tại sao đi chiến tranh một nó phải khá đồng khởi. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người xem nhé. Đây là quả cọ nhé. Quả cọ ở nhà anh Thuận. Anh ấy đi lấy về này. Đấy. Đây. Quả này thì làm được món luộc để ăn hoặc là xào xào mấy thịt. Thì thấy anh Thuận ấy bảo trên này chỉ làm được khoảng 2-3 món thôi. Chứ không làm nhiều món. Qua đây xào hết thì đấy là chắc chắn thì xào hết thì ăn ngon kiểu luôn, nhưng mà phải ngâm qua nước. À ngâm qua nước sôi. Ngâm qua nước sôi xong cạo đi. Ngâm qua nước sôi cạo đi xong là mình lấy cái lớp thịt của nó mình xào hết thịt. Lấy cái vỏ ngoài nó đúng không? Ừ, còn cái lớp xanh này cạo đi. Lớp xanh này bỏ đi à? Cái hột bên trong sao anh? Hột bên trong thì không ăn được. À, ăn nó bỏ đi à? Bên trong có một hạt trong nó hạt to, cái lớp vỏ thịt này ăn nó ăn nó thơm. Nó tùy cây thì cái là nó thơm, nó bở nó thơm ăn rất ngon luôn. Okay. Nhưng mà cái nào mà ngon, nếu mà cái nào mà ngon thì ăn ăn nó đến no luôn. Ăn đến no luôn. Ok nó chát rồi. Ok nó chát cực luôn. À có cây nó chát. Mà trong họ tùy theo này nó có hai loại này. Một loại chát và một loại ngọt. Không phải là mấy loại, nó chỉ một loại thôi. Nhưng mà có cây, nó theo cây. Cây chát thì không ăn. Thế là nó giống như cái quế này. Có cây nó giàu nó ít. Cây nó giàu nó lại nhiều ấy. Nó cũng thế thì em nghĩ là nó theo kiểu theo đất ấy anh nhỉ? Không, theo cây, từ chỗ ấy. Nó cũng gọi là tự tựa như là anh em mình mỗi người nó như một tính chẳng hạn ấy. Nó như thế. Rồi, em biết rồi. Dạ là nó như thế. Thì riêng cái quả này cháu ạ. Riêng cái quả này có cái ăn rất ngon. Nhưng có quả ăn lại chát, không thể ăn nổi. Thế thì cháu nghĩ là có cây nó vui thì ăn ngon, còn có cây nó theo tính của mình mà. Ai theo anh Thuận nói là nó theo tính của mình. Thì cây là nó vui thì ăn nó ngon, còn cây là nó không vui đấy, thì ăn không ngon như thế. Không mà như cây nó vui như thế. Cây nó khổ thì phải cười thì nó.
Cá đã đến đây phải chiêu chiêu nó đi. Cứ kệ ăn nó ngon, cứ kệ ăn không ngon đâu. Đúng rồi. Bây giờ chú đi. Bây giờ chú đi. Màu nó xanh xanh nhỉ? Xanh xanh tím tím màu, màu nó xanh. Nó đổi màu chín, nó đổi màu mà. Chín nó đổi màu sang màu này đúng không? Giống như con gái nó chiêu nó thích đứa thằng nào mặt nó đỏ ấy. Chiêu thấy mặt đỏ nó thích rồi ấy, nó xấu hổ à. Vâng. Xấu hổ là thích ấy. Như cái này mà nếu mà lên được cao thì món này anh ăn nó càng đắng, nó càng đúng vị luôn. Cái món này món măng đắng này. Đây là đắng. Ăn nó đắng này. Đắng. Nhưng mà cái nó còn thấp, nó không đắng được. Thấp chưa đắng đâu. Nó lên chưa đắng đâu. Nó lên vỏ nó. Ăn nó ta như lấy nó phải đá, nó dùng trên đá. Ăn nó hơi đắng đắng. Nhưng mà đá vào mình đi. Nó khá đắng chứ không phải hơi đắng nữa. Đắng đắng nhiều ấy. Vâng, bao giờ thì nó đắng, nó mới ra thì nó không đắng. Đấy, ăn nó còn ngọt. Cái này không phải hạt, cái này không măng đắng này. Không phải đúng không? Cái này là măng rất ngon luôn. Măng đắng con. Cái này không nhận muối được. Bây giờ mình sẽ đi xuống bếp nhá, để xem cái số măng và thằng cu lớn nhà anh Thuận ấy đi lấy về. Đây. Đây là số lượng măng mà nó đi lấy về từ sáng sớm bây giờ. Được mà một số măng và một đĩa lúc đấy đã luộc lên để ăn rồi. Đấy. Cuộc sống thì hoàn cảnh thì nhà anh Thuận cũng rất là khó khăn, cũng không được như người ta đâu. Đây. Thằng bé đâu? Xuống đây chú xem nào. Thằng anh đâu? Gọi xuống đây. Anh dưới kia. Gọi xuống đây. Anh ở trên kia. Đây. Trong nhà là cái bếp nó như thế này đây. Đấy. Đây là cái bếp. Trong bếp thì cũng không có gì đâu.